Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những phút giây trải nghiệm thật tuyệt vời cùng chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức mới nhất, nóng nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Ngay bây giờ đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức về tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Chị em Nhã Phương lại khiến fan hâm mộ ghen tị bởi nhan sắc xinh đẹp xuất thần. Không chỉ sở hữu đường nét gương mặt tương đồng, ba chị em Nhã Phương thân thiết đến nỗi diện trang phục, mích đồ nà nà nhau. Bích Trâm, chị gái Nhã Phương mới đây đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh selfie xinh đẹp của ba chị em nhà nữ diễn viên. Chị em có giống nhau không ạ? Mặc đồ và kẹp tóc giống nhau luôn đó nha. Chị gái nữ diễn viên hào hứng khoe. Có thể thấy, cùng đào sắc cho khung hình với trang phục giống nhau, chị em nhà Nhã Phương vẫn nổi bật với đường nét đẹp riêng. Nếu chị cả Bích Trâm sở hữu nét đẹp mặn mà, dịu dàng, quen Jumi Phương Anh, tươi tắn, trẻ trung, Nhã Phương vô cùng dạng người xinh đẹp. Tuy nhiên, ai nấy phải cảm thán, ba chị em xinh đẹp, trong trẻo như ba nàng tiên. Cư dân mạng thích thú bình luận, trời ơi, xinh như tiên á, nhà có ba nàng tiên, xinh quá ba chị ơi, ai cũng xinh như tiền nữ. Nhã Phương sinh ra trong gia đình có 5 chị em, cả 5 hiện tại đều đã trưởng thành, sở hữu đường nét khuôn mặt khả ái, ưa nhìn, tương đồng nhau. Nữ diễn viên thân thiết với gia đình, cô thường xuyên có những chuyến đi chơi bên bố mẹ, các anh chị em và không ngại giúp đỡ nhau trong công việc kinh doanh riêng. Trong khi đó, Bích Trâm không theo đuổi nghệ thuật như em gái Nhã Phương. Em út Phương Anh cũng có 2 con, song vẫn trẻ trung cuốn hút. Nhã Phương từng tâm sự, chị gái Bích Trâm chính là người bao bọc và giúp đỡ từ ngày cô học trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Khi nữ diễn viên mới bước vào nghề, chị gái giúp cô quản lý công việc. Bà xã Trường Giang khẳng định tình cảm chị em gắn bó, đoàn kết ngay cả khi mỗi người có gia đình riêng. Trước đó, Nhã Phương khoe bức ảnh thuở nhỏ hiếm hoi của ba chị em. Được biết, hình ảnh này được ghi lại khi Nhã Phương và em gái nhỏ Phương Anh còn đang học mẫu giáo. Có thể thấy, ngay từ ngày còn nhỏ, ba chị em sở hữu nhiều nét đẹp dễ thương, không hề khác xa hiện tại là mấy. Trong đó, ánh nhìn đặc gương mặt bụ bẫm của Nhã Phương trong hình là những đặc điểm khó lẫn. Thông qua hình ảnh này, nhiều khán giả không ngần ngại khẳng định câu nói đẹp từ bé hoàn toàn chính xác với chị em nhà Nhã Phương. Đặc biệt khi trưởng thành, ba chị em giữ được vẻ xinh xắn từ nhỏ. Hiện nay, chị em Nhã Phương được nhận xét là mỹ nhân sở hữu nhan sắc đỉnh cao với gương mặt đầy đặn, đôi mắt có hồn, nụ cười rạng rỡ, hút mắt. Mong ước của Nhã Phương sau gần một năm kết hôn với Trường Giang. Tâm sự của Nhã Phương khiến nhiều khán giả cảm thấy ấm lòng. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi kết hôn với Trường Giang, Nhã Phương không còn xuất hiện quá nhiều trên màn ảnh nhỏ. Mặc dù vẫn đều đặn góp mặt ở các event lớn của làng giải trí, song nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình. Trên trang cá nhân, cô liên tục chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc, thảnh thơi tận hưởng cùng bố mẹ và các anh chị em. Mới đây nhất, khi chia sẻ loạt ảnh đi du lịch cùng gia đình, Nhã Phương lần đầu tiết lộ về cuộc sống vất vả, miệt mài trước kia. Cô cho hay, vì quá đam mê công việc, cộng thêm những chuyến công tác xa nhà triền miên đã khiến cô gần như không có thời gian dành cho người ruột thịt nhất. Nữ diễn viên thừa nhận, phải tới thời điểm hiện tại khi đã yên bề gia thất cùng Trường Giang, cô mới có thời gian và cơ hội để tận hưởng những giây phút thực sự thảnh thơi, thoải mái bên bố mẹ và các anh chị em. Cô tâm sự, ngày trước chỉ chăm chăm đi làm, mỗi lần đến ngày cả nhà tụ lại thì thường vắng mình. Lúc thì đang trên xe đi Hạ Long, lúc thì con đang bên Hàn, lúc thì má ơi con đang bận nha. Đến khi nhìn lại mới thấy ba má đã không còn khỏe như xưa, chị em thì đã có gia đình riêng hết cả, để đông đủ thật khó. Sau nhiều năm lăn lộn theo đuổi đam mê, Nhã Phương tiết lộ, điều cô mong muốn nhất lại vô cùng giản dị. Giờ bản thân không cầu gì, chỉ mong ba má, anh chị em có nhiều sức khỏe, bình an để đi cùng nhau thật dài. Cùng với những dòng tâm sự này, Nhã Phương đăng tải loạt ảnh cả gia đình cô cùng nhau đi du lịch. Trên gương mặt mỗi thành viên trong gia đình nữ diễn viên đều nở nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện. Những chia sẻ của Nhã Phương nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm và ủng hộ từ phía khán giả. Nhiều khán giả gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc tới đại gia đình Nhã Phương. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy video hay thì hãy like, share và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để nhận được những tin tức mới nhất, thú vị nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.